Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Thì hôm nay là thứ bảy, chị mình đi làm về sớm thì đã làm cái món lẩu cho cả nhà mình ăn. Thì mình làm video này thứ nhất là để lưu lại kỷ niệm mà sau nhiều năm mình được cùng ngồi ăn với gia đình mình mà đầy đủ như thế này, và cũng để chia sẻ với anh chị em và các bạn cái niềm vui và niềm hạnh phúc của mình. Thì bây giờ mình mời anh chị em và các bạn cùng ăn lẩu với gia đình mình nhé. Con chào đi Ella. Con chào cô chú anh chị em và các bạn. Giỏi quá. Tới kia lên coi. Melis. Giỏi quá. Giỏi quá. Đây. Đây cho ông cứ quay phim trong trong cái kỳ. Hồi quay. Tới giờ mà quay tụi con trước. Rồi, xin chào cả nhà nghe. Tối nay là thứ bảy, cả nhà mình ăn lẩu. Thấy bên đây thấy ăn thịnh soạn không cả nhà? Ê, đây là bà ngoại. Đây là chị của mình. Đây là anh rể. Rồi bây giờ mình mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Ăn cái gì mà con ăn cái này ăn cái gì không hiểu gì chơi. Le jus. Le jus, con muốn le jus. D'accord, le jus avec le nouille. Mẹ Thảo cho một miếng nuôi coi. Nuôi là cái nào? Cái nuôi vàng nên nó mềm. Có mẹ. Để đi mẹ. Rồi con mời cả nhà ăn với. Đây đây đâu thấy ngoại chưa? Để ngoại ngoại ăn đi nha. Để cho Mai Lít đi. Mai cho Mai Lít một miếng. Mai Lít chờ chút nha con. Đây đây mẹ đang bưng để cho đây ăn lẩu. Chị con ăn lẩu. Để mẹ đang đợi rồi. Một miếng. Ồ, cho cái gì cho nó miếng nước đi. Ăn cái gì không? Cái gì không? Không. Ăn chút coi nào. Đó. Cho cậu ba vô luôn. Tôm không, năm tôm không? Dạ, cái nước hả? Dạ. Rồi. Cậu ba tắt máy, cậu ba thể dục. Ờ, cậu ba thể dục. Rồi, đây nè con. Nước nước vậy đúng không? Mà không ăn cái này hả con? Trời ơi, không ăn được cái này nữa. Rồi, để mẹ lấy ra cho. Nước nào? Con tử mình dưới anh. Con tử chín rồi. Để vô ăn mấy cái này cho con. Bao tử chín. Ăn nhiều con, ăn đúng gì không? Ăn nhiều. Ờ, dân đồ hủ. Lấy cái ghế này, nó xếp xếp vô cho phải lít ngồi. Đó, để mẹ đi ăn cái này con. Rồi, con đi nhé, ngoại gấp cho con một cơm. Rồi. Ơi, tóc lên xuống. Rồi. Con cẩn thận nghe nóng nha, cái nó nóng lắm á. Ăn đi con. Mấy người ăn đi cũng có mà cái tối.
con ăn cái này đi. Hả? À, mẹ có cái để hả con? Là cả nhà nha. Con mời cả nhà ăn chưa ra? Mời cả nhà mời ông bà ăn với con đi. Rất là ngậm một miệng luôn rồi. Nó có thuộc lòng luôn đó. Ơi, biết bé đây cái miệng ăn cho nè. Có hết ăn mà đừng phải nấu phở ăn.
cái chép này ra mẹ nha. Cho cái chép con cho nè. Mẹ con đi. Ủa, ê ra nó quỷ. Nếu mình cái được. Chứ nào chín rồi. Cho cái chín hết. Đúng rồi. Cái nước mỏng chắc ăn ra. Không, cái này. Đúng rồi. Cái này chín nè. Chín không nha. Chưa chín luôn hả? Không biết cái mới bỏ vô á. Cái này thì chưa chắc. Thử miếng gan nhỏ này trước cái đi chứ. Đúng rồi. Chín là nguy hiểm. Đúng rồi, gan không chín là nguy hiểm. Mới ăn rồi, chín rồi. Thank you.
em biết ăn gì nữa không con? Con biết ăn gì nữa không? Con sợ hổ không? Con may lấy chút tôi đi con, biết mẹ chụp hình kia con. Con chưa? Ê, mọi người nhìn đi nè. Con nói nhìn, ấy lấy cái liền, nhìn mẹ nè. Lấy xích qua xích qua, đừng có nghi động kìa, đúng rồi, em ấy lấy nhìn mẹ nè. Rồi. Trời ơi, con ngồi đi, mẹ gục cho con coi coi. Chưa có được, con ngồi đi. Con đi ngồi mẹ chụp hình. Quỳ. Ê, lên nhìn mẹ, làm gì mẹ cái đó. Lên nhìn, nhìn mẹ rồi con. Ê, Mê Lít, nhìn mẹ coi Mê Lít. Rồi. Tưởng đâu nó bò như mua cho anh vậy? Không, bò như làm thôi. Cái gì cũng tự làm, cái gì trời.
dạ. Hy vọng là tới về là không lên kiến. Có nhiều lắm. Mộ á mà. Em thuốc mở mộ. Có không? Thôi ăn đi. Nguyên một ngày hai thức chết. Ổng rồi. Từ hồi chết. Ủa sao kỳ gì nè. Mai về đó. Còn ra ta không có tâm nữa. Vui quá cả nhà, vui quá. Mỗi đứa là một góc. Quậy hết. Quậy lên. Tinh bừng lên. Quậy là sao? Thằng này quậy, hai thằng nhỏ quậy luôn. Quậy là quậy ba, quậy lên hả? Ừ. Ngày giận. Quậy là không vui nữa rồi. Nhưng nếu mà vô phòng nằm. Nó quậy cái đấm bị bên đó thì sao? Vô phòng nằm một hồi luôn. Thằng ô đi, thằng ô ngon quá. Đừng. Nhưng mà. Rồi xong. Thằng ô không ăn, thằng ô phải sao? Thằng nói giờ nói vô. Trời ơi, ăn xong chắc đi tắm nữa quá trời. Giờ về ra vô nữa. Tắm nữa quá lắm luôn á. Tôi từng tắm. Không thích chơi. Mở máy lạnh rồi mà. Máy lạnh cao rồi mình cũng hả? Nó tại ăn cái này nè. Chứ không phải là nực đâu. Ăn cái này nó nóng quá. Trời ơi, đây là người đứng cười kìa. Sớm đi. Cái bao tử quá ngon. Mình có cần phải ăn. Bữa ăn này rất là tử quá ngon. Vui lắm luôn đó. Thời thời qua tới giờ mới ngồi ăn chung một bàn lần này. Tao là người đi làm quá. Đi làm người đi người giờ có nhà rồi cứ ăn riêng một lần đầu qua đây 3 tuần mà lần đầu tiên mới ăn ăn chung. Cho con mẹ mà bún nhà ba. Chén này con. Bao tử này ngon tươi. Ngoài làm nó cũng ngon được mà ăn từ một từ sớm. Đây thôi thúc. Ủa hết luôn rồi. Không có sớm bận quá, làm khách bận quá chứ không có về rồi đi. Đi nhà bà ngoại làm sẽ biết là bà ngoại ở nhà làm là biết không nổi. Tại vì chỉ cách bà ngoại làm cái đọc khỏe thôi. Con cơm con. Hai cái bà ngoại, hai cái bà ngoại. Mà nó mở ra làm hết chứ. Mà đó là hết đi. Vậy thì con tỉ tươi đó. Mà chị mẹ có đồ tử nó mở dữ lắm. Vậy là tươi đó, nhưng mà mấy lần trước mua về nấu cháo ăn. Mở một đốc đó mua về nấu cháo ăn rồi nó chín rồi, nó ngon gì chứ. Mày ăn cho mày chứ. Ừ. Cái này chín chưa, cái này chưa chín. Cái này chín rồi, chín hết trơn thì chỉ trụng vỏ này bên nào. Dạ hết trơn hết, bỏ luôn. Còn bò viên ngoài nó kìa, ngon quá. Nếu bò viên mua thì khỏi đem về. Ừ, có chả giò nữa nè, chín con. Lúa hả? Đừng có thật đổ vô đây. Bắt chung một câu ý anh nói vậy á. Trời ơi, lắm luôn. Nhà mình không sao mấy con. Chị nào mình đi đâu á, ở nhà mình về cho nó lẹ con. Chứ mà còn bỏ đô lên bỏ xuống mất thời gian. Mất thời gian mới về nè. Đồ ăn ngon quá mà con coi thay đũa ngoại. Đúng đó không? Là cái đũa đang cắt mạnh cái đũa của người đó luôn á. Ngoại ăn cam là ngon không? Đến ngon thì con chụm chơi đâu có đâu đây sẵn. Phải lắm con được hả? Sống được. Không bữa học mấy cậu mình mấy cậu người dài nó ăn được. Ủa, bỏ vô cho ngoại xong rồi ngoại để cho luôn. Mày, lên mày, 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 Chỗ người ta nè, mẹ. Đâu không? Chỗ 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 không? Ch
ngon quá trời ngon rồi. Mấy này đứt rồi. Thấy mà nhỏ, thấy mà một góc à. Một góc này. Ngay chỗ bà ngoại là trung tâm. Rồi, trung tâm nghĩa địa luôn rồi. Tỉnh phố luôn á. Bây giờ biết rồi, nó bán hồi tử tư vậy là mất mua nó cháo ăn rồi đó. Mấy thuốc thật này. 24 gần 25. Mấy giờ con? Con lẩu mà. Lẩu phải có chai bia đúng không? Mai mực chưa? Ngon không? Mực ngon, giòn ngon lắm. Chai con. Lẩu là chấm cũng ngon lắm. Đây, mấy cái lỗ mai chém mình cũng cắt ra nha. Mắc cười thì sao không chết trời chiến tranh. Chiến tranh miền Nam nói vậy. Trời chết, cỡ chảo là anh mua bao nhiêu tiền vậy? 4 lô lắm. Đúng rồi, ở bên Pháp cũng mặn mà. 4 đô là. Em mua cái lê, mà cái lê nó còn sống sống á. Vậy mà nói chung là trái cây em phải đồng là mấy ăn nước ngoài ăn nước mắt. 1 đồng là. Cái 1 cái ổi mà 4 đồng. 4 đồng là bao nhiêu tiền Việt Nam ta? 23, 46, 92. Trời ơi, mày tính còn hay hơn con thầy trời chết. Trời ơi, con buôn bán mà. Chết chết, chết quá. Bỏ xe được. Đây, tráng bên đây nhìn nè con. Đi chơi. Đây, con Pháp còn đổ ra ông đây. Trái ổi để đâu mất trật tự vậy ha. Cái ổi này. Con muốn bỏ đi luôn. Còn gì bỏ rau vô luôn. Cái này cho con ăn đi. Cái này con ăn đi. Chưa cho phát gì. Cái này bỏ cái mới vô đi ha. Nó nát. Ê, bỏ chấp nhận rồi. Bỏ cho gì hả? Bỏ chấp hết cái này ra. Cái chín rồi. Cái này nó. Nào ngoài nè. Ở dưới đó con lấy giùm cũng phải đi chơi liền. Mình cắt kiếm, mình cắt kiếm cần rửa tay không? Cái kiếm rửa phải rửa tay à? Tới đi giang hồ. Nó ăn là nó không ăn hàng đó là coi như là nó bị gì ăn không? Đúng rồi, ăn được. Đi lẩu quầy. Ngon không? Nhiễm vậy? Ngon không? Mấy con
Thằng nào mình ăn miếng cá, ai ăn miếng cá thì múc một nguyên muỗng trứng, thằng nào ăn nó cái thằng trứng rồi, nhớ không? Cho cá, phải mua cá lại lại chặt bụng ăn hết. Ủa thằng biết hết rồi. Cái này cá. Bữa hôm nay đâu câu quay YouTube nó hỏi có ngon con, nó nói là chút một chút ngon, một chút không ngon. Là coi như là ăn được thôi chứ không có ngon lắm. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video của gia đình mình ăn lẩu nha. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Con bye bye đi Khai Liên, bye bye đi con, bye bye. Đằng kia đi con, nó lại đằng kia, bye bye đi. Rồi Ella đi con, Ella. Ella xin chào đi con, xin tạm biệt. Tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn. Con Hùng ơi, con chào tạm biệt cái cậu ơi. Cảm ơn cả nhà.